trắng thì sao mình đẹp. Nguyên giải trắng bóc lô B. Bóc lô B. Đúng rồi đó. Mình dùng một đen được đúng không? Cái này anh sẽ lại. Sao sao sao? À này chưa bóc, chưa bóc, này chưa bóc. Ly ơi. Anh bóc rồi em rồi. Ly cản anh định lại, anh định bóc kìa. Nào đâu. Đấm đi. Đâu, chạy đi nhà quê, chạy đi nhà quê. Dậy đi nhà quê. Anh dậy luôn, dậy đi dậy. Biết dậy đâu mà dậy, anh biết dậy đâu. Anh biết dậy đâu mà dậy, nhanh lên đi. 10 luôn. Ly ơi, Ly bảo dậy, Ly ơi. Em bảo dậy nhà quê thế thì anh dậy. Anh quê. Nhưng mà vừa anh anh mà đi chưa? Anh định gọi cho anh. Hỏi là kiểu gì? Đi vào đây đi. Nhà quê. Cần số anh. Quá. Sao có siêu phẩm nhưng mà chăm chú đấy. Kiểu của nó rồi đấy. Ý tôi đang làm đánh giá lại. Sang với Quỳnh hay cũng kèo à? Mắt đi. Ôi, sang 120 rồi. Chỗ khét đấy. Sang 120 triệu rồi. Vậy hôm nay rồi, trăm cái gì mà trăm? Em 47 rồi. 120 rồi em. Mẹ 13 rồi mới trăm ạ. Ủa ấy? Về cái gì? Gì? Đúng không? Em những ngày cuối tháng em đang chỉ biết 6% em không biết mạnh nên 6% em chỉ đẩy ra số ra đơn gì nói vậy như kiểu ra số ra đơn đi chứ. Ừ, ra số ra đơn chứ không có số ra mà đơn được kìa. Nó cứ phải ra số không ra đơn được. Ở ghế này. Ở ghế này.